Đây xong rồi. Mà vậy là các hàng còn bự bự luôn bà. Như cái này. Như cái này. Máy cắt y gan đẩy máy không nha. Thắng luôn. Mình cắt banh điện thoại luôn. Hết mốt rồi. Anh em là thấy hay nhớ like subscribe cho mình nha anh em.